Welcome to Andy Chris Show. Hoa hậu Angie Trần và Andy Chris trở lại phần 2. Angie, cho anh hỏi một cái câu nó hơi cá nhân tí xíu, nhưng mà anh biết là em có rất là nhiều cái tài, là tại vì em sang đây rất là trẻ mà em manage được cái time, tức là em sắp xếp cũng như là em cố gắng trong cái sự thành công của em, việc học cũng như là những cái chương trình của em, thì cái tương lai gần nhất của em thì em muốn làm gì? Em có một cái dự án nào trong tương lai? Hiện tại thì em đang học ngành y tá, thì trong tương lai em muốn gần thì em muốn trở thành một cô y tá giỏi, yêu nghề và có thể chăm sóc những bệnh nhân của mình tốt. Vì ở Sacramento rất là chưa có những cái chương trình để chăm sóc những người lớn tuổi Việt Nam, thì em hy vọng rằng trong tương lai em có thể có cơ hội mở một cái daycare cho những người lớn tuổi Việt Nam. Em có một người bạn, có người chú bị bệnh hay lãng quên, mà người con thì đi làm ban ngày thì không có thời gian để take care cho họ. Thì em nghĩ rằng cái daycare này có thể là một cái khu sinh hoạt cho những người lớn tuổi, và họ có thể yên tâm là có những bác sĩ y tá có thể chăm sóc cho họ. Quý vị cũng vừa nghe một câu trả lời rất là thành thật và cũng rất là có ý nghĩa, là Angie muốn thực hiện một cái chương trình để giúp đỡ cho những người già lớn tuổi, tức là vào cái tuổi vàng. Thì anh biết là đó là cái mộng của em, thì anh cũng hy vọng là em sẽ đạt được cái mộng của em và em sẽ có đủ khả năng để em làm những cái chuyện đó. Nói lại về cái thành phố Sacramento, thì Sacramento tức là thủ đô, thủ phủ của California. Thì anh biết là nơi đó cũng có một cái, quý vị cũng, tất cả quý vị dân cư ở thành phố đó cũng biết là có một cái khu phố gọi là Little Saigon, cũng giống như ở chiếc quận cam của chúng ta hiện tại. Thì anh biết là em cũng có phần góp tay trong cái cuộc cũng như là xây dựng, đúng không? Thì em có thể nói sơ sơ một phần làm việc của em trong trong cái công việc mà xây dựng cái Little nhỏ, cái thành phố nhỏ đó, ở tại Sacramento. Em được hân hạnh đóng góp vào sự xây dựng của Little Sài Gòn. Như quý vị biết là năm 2010 là năm mà Little Sài Gòn tại Sacramento được thành lập. Thì em có cơ hội đóng góp vào những cái buổi tiệc gây quỹ, những cái chương trình của cộng đồng đón nhận Little Sài Gòn tại Sacramento. Thì em rất là hân hạnh và được là người hoa hậu đầu tiên được chứng kiến một cái chương trình lịch sử như vậy ở tại Sacramento. Em đã công tác nhiều trong nhiều cái chương trình hoạt động của xã hội từ thiện, cũng như là em giúp đỡ cho các cụ chân biểu để mà tranh cử trong năm ngoái, đúng không? Thì câu hỏi của anh rất là cũng giống như bao nhiêu người khác thôi, nhưng anh nghĩ là em cũng có thể em sẽ làm được, là em có nghĩ là một ngày nào đó em sẽ đi vào trong nguồn máy chính quyền không, chính trị không, thí dụ như em sẽ trở thành một mayor của cái city của em hay không, tức là thị trưởng của một cái thành phố của em không, có bao giờ em nghĩ không? Em thì đó là những cái ước mơ mà mình nghĩ rằng lúc nhỏ thì em không có nghĩ tới, nhưng mà khi em được hoạt động với những nghị viên, những người trong chính quyền thì em có cảm thấy rằng cái ước mình nên nghĩ tới rằng nếu sau này mình có cơ hội thì mình cũng nên đóng góp để có cái tiếng nói của cộng đồng mình trong những dân ở các tiểu bang trên Hoa Kỳ, cái tiếng nói Việt Nam của mình có thể lớn mạnh hơn, để giúp cộng đồng Việt Nam của mình được vững mạnh hơn trong nước Hoa Kỳ này. Trở lại những cái phần mà em thực hiện cũng như là góp phần ở trong những cái chuyện thiện nguyện xã hội này kia nọ, ngoài ra em có làm những cái chuyện fashion không? Thí dụ như em tham gia những cái cuộc thi fashion, tại vì anh có thấy ở trên net đó là có một lần em tham gia trong một cái cuộc lạc quyên để mà giúp cho Japan. Cái disaster đó thì anh có thấy em xuất hiện trên đó, thì em có thể nói một phần nào là em làm những cái việc fashion thời trang đó hay không?
Dạ, ngoài những buổi tiệc gây quỹ, những chương trình giúp đỡ các em, khuyến khích các em thiếu nhi học tiếng Việt, và những chương trình khuyến khích những người học giỏi, những em học giỏi, thì em cũng có tham gia vào các những hoạt động fashion show để gây quỹ. Thì những chiếc áo dài hay là những chiếc áo mà thời trang, nó có phải do mẹ em thiết kế không? Dạ, những chiếc có nhiều người thiết kế, thường thì em mặc những chiếc áo mà mẹ em may. Dạ. Em có một cái tâm tư hay là ước nguyện nào, tại vì em cũng đã đạt được một cái giải hoa hậu của một thành phố Sacramento, thì ít nhất em cũng có nhiều cái ước mơ cũng như là nhiều kinh nghiệm, thì cái ước mơ nào và cái kinh nghiệm nào thiết thực nhất để em có thể chia sẻ với tất cả các bạn trẻ của Việt Nam trên khắp 50 tiểu bang xứ Mỹ cũng như là toàn cầu? Dạ thưa anh, thưa quý vị, em cảm thấy rằng cuộc sống của mình ngày nay thì rất là có nhiều cơ hội cho các bạn trẻ để thành công, để thành đạt nhiều hơn trong sự nghiệp. Và em mong rằng những các bạn trẻ khi mình thành đạt thì cũng không quên cái cội nguồn của mình, không quên cái nguồn gốc của mình, lúc nào cũng tự hào mình là người Việt Nam, và nếu có cơ hội thì phải nên nới rộng vòng tay ra để giúp đỡ cộng đồng của mình. Một câu trả lời rất là hay, cũng như là tất cả các bạn trẻ, điều ước mơ của Angie cũng không phải là riêng của Angie mà cũng của tất cả các bạn trẻ và tất cả các gia đình Việt Nam ở trên hải ngoại cũng như là toàn cầu. Bây giờ anh biết là khi mà anh gọi điện thoại cho em đó thì có một cái sự rất là ngạc nhiên, là tại vì em không biết anh là ai, và em cũng không biết anh làm cho một cái chương trình nào và cái hệ thống truyền hình nào. Thì khi mà nói anh là Andy Chris, anh từ truyền hình VBS, thì em có ngạc nhiên không? Cái cảm giác của em khi mà em nghe anh gọi, mà tại sao em lại nhận lời để em đến cái chương trình của VBS? Lúc mà anh gọi cho em thì anh cũng có em cũng có thấy hình của anh trong Facebook, và em rất là ngạc nhiên vì anh rất là giống ca sĩ Lionel Richie. Dạ, cho nên nếu mà anh được làm Lionel Richie thì anh đã rất là hạnh phúc rồi. Dạ. Thì em cũng có curious, và em cũng check out cái website của anh, thì em thấy là chương trình Andy Chris Show là những chương trình dành cho những tài năng trẻ, có mục đích giới thiệu với những tài năng trẻ Việt Nam đến cộng đồng Việt Nam trên toàn nước Mỹ và Canada. Và em trong tương lai gần đây thì sẽ phát hành rộng lớn hơn nữa trên những các nước trên toàn thế giới. Đúng. Thì em cảm thấy rất là hân hạnh để được trò chuyện, để được tham gia vào chương trình này. Nhưng mà em xem cái chương trình VBS là em xem ở trên TV cable hay là em xem ở trên IPNet? Em xem ở trên IPNet. Em xem trên IPNet. Dạ. Okay. Uh-huh. Vâng, anh cũng chân thành cảm tạ những cái lời rất là thành thật của em. Thì bây giờ nếu mà trong tương lai, nếu mà VBS, hệ thống truyền hình VBS mà có những cái tổ chức, những cái show lớn hơn đó, thì chắc chắn là sẽ mời em công tác. Em có willingly, tức là em sẵn sàng. Em rất là hân hạnh cho chương trình của VBS. Rất là hân hạnh được. Nếu mà như vậy đó thì em recommend gì với lại tất cả các bạn em? Cái lời mà cũng như là em giới thiệu tất cả các bạn em như thế nào về cái hệ thống truyền hình VBS? Hệ thống truyền hình VBS là một hệ thống truyền hình rất là lớn tại Hoa Kỳ, và có trong tương lai sẽ phủ sóng rất là nhiều từ những các nước trên thế giới. Và đây cũng xin quý vị khán thính giả ủng hộ chương trình Andy Chris Show và hệ thống truyền hình VBS, cũng như ủng hộ các tài năng trẻ của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Vâng. Trở lại chiếc áo dài, có một điều đó là anh từ nãy giờ anh hỏi em, và em cũng có trình bày nhiều về chiếc áo dài, là được mẹ em, một bàn tay khéo léo của một người phụ nữ Việt Nam, đã vẽ kiểu, và em cũng đã mặc nó trong cái ngày mà em được cái vương miện. Nhưng em chưa có mention, em chưa có nói tên của mẹ em là gì, thì anh muốn biết, để sẵn cái cơ hội này để anh có thể giới thiệu đến tất cả quý vị người phụ nữ mang tên đã vẽ cái kiểu áo và cho cô con gái của mình, chính cô con gái mình mặc, và được cái vương miện đó, em có thể giới thiệu tên của mẹ em hay không? Mẹ của em tên là Sương, Võ Ngọc Sương.
Hiện quê ở Cần Thơ, giống như em quê ở Cần Thơ. Và nhân dịp này em cũng xin được cảm ơn mẹ đã design cái áo, chiếc áo dài may mắn cho em. Và em xin cảm ơn mẹ đã cho em cơ hội được đến đất nước Hoa Kỳ tự do này. Quý vị vừa được biết và một sự bí mật cho Hoa hậu Angie Trần cho biết, đó là bà mẹ yêu dấu tên là Trần Ngọc Xuân, phải không? Võ Ngọc Xuân. Võ Ngọc Xuân đã thiết kế chiếc áo dài cho Angie Trần. Như vậy bây giờ anh hỏi em một cái câu hỏi này đó, khi mà em đi ra ngoài đường đó, em mặc chiếc áo dài và những cái dịp mà em có cái vương niệm em đội như ngày hôm nay đó, thì cái cảm nghĩ và cái cảm giác em như thế nào? Em có proud, em có hãnh diện, em là một cô gái Việt Nam chiếm được cái giải hoa hậu của thành phố Sacramento, cái cảm giác của em mạnh nhất là như thế nào? Đó là niềm tự hào của người Việt Nam mình khi khoác lên một cái chiếc áo. Trong tuần rồi thì em có tham gia một cái festival, Pacific Rim Festival, do những cái dân tộc châu Á họp lại để làm một cái festival. Thì em có mặc chiếc áo dài và ở một cái lều, thì những cái người Mỹ đi ngang và ai cũng ghé qua và muốn chụp hình, thấy họ thấy rất là, họ khen cái chiếc áo của mình, thì họ mình cảm thấy rất là tự hào. Và em mong rằng các em nhỏ cũng nên tự hào, và nếu có dịp thì hãy mặc chiếc áo dài trong những ngày lễ hội của Việt Nam. Kính thưa quý vị vừa theo dõi phần phỏng vấn Angie Trần, Hoa hậu 2010 của Sacramento. Vì thời gian cũng giới hạn không cho phép chúng tôi để trò chuyện nhiều thêm, thì bây giờ anh xin mời em gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả trước khi mình chia tay. Angie Trang xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả của đài VPS, và em xin chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt trong tương lai cuộc sống. Và trước khi chia tay, xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã theo dõi và cũng như đã ủng hộ cho chương trình Andy Chris Talk Show. Mọi tác phẩm mới cũng như là những tiếng hát mới, giọng ca mới, xin liên lạc về hệ thống truyền hình VPS 703-980-8307 hoặc 714-843-1888 hoặc email andychrisvps@yahoo.com. Chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã theo dõi và kính chúc tất cả quý vị một ngày thật vui và nhiều thành công trong công việc làm. Xin hẹn lại tuần sau. Xin chân thành.